Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Anime. Cũng như tiêu đề, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ngược lịch sử với Dr. Stone. Video này không chỉ là dòng thời gian, mà gần như là recap, tóm tắt lại toàn bộ các sự kiện của Dr. Stone. Đương nhiên là tớ sẽ chỉ tóm gọn nhất trong phần 1 vì không muốn spoil hết cả manga. Nhưng chắc chắn sẽ không tránh được một số đoạn spoil trong quá khứ. Nên nếu các cậu không thích, thì có thể tua 3 giai đoạn đầu của video nhé. Vì sẽ có rất nhiều sự kiện, vậy nên có lẽ cũng sẽ có một chút thiếu sót. Các cậu hãy thoải mái lôi đầu Phạm Châu ra để góp ý. Còn giờ thì chúng ta cùng vào với video ngay nào. Let's go! 1. Từ năm 2004 đến sự kiện hóa đá toàn cầu. Senku được sinh ra vào ngày 1 tháng 4 năm 2004. Cùng lúc đó, Byakuya trượt vòng thi tuyển phi hành gia của JASA vì lý do bị trượt rút trong lúc kiểm tra thể chất môn bơi lội. Vào năm 2014, Senku và Taiju cùng nhau làm một bộ đồ giúp Byakuya bơi lội thuận lợi hơn trong kỳ thi ứng tuyển phi hành gia. Và lần này thì Byakuya đã thực sự thành công cho việc thi tuyển đầu vào, trở thành phi hành gia của JASA. Cùng năm đó, Byakuya tạo ra robot nhân tạo Rei. Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Byakuya, Lilian và Shamil cùng nhau lên tàu vũ trụ Soyuz và chính thức được bay lên không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur. Ngày 2 tháng 6, Soyuz cập bến với ISS tại trạm không gian. Cùng lúc đó ở trái đất, toàn bộ chim bị hóa đá. Ngày 3 tháng 6, tia sáng xanh xuất hiện hóa đá toàn bộ nhân loại trừ động vật. Tất cả các nhà máy điện đều dừng hoạt động. Đội phi hành gia của JASA nhận ra sự bất thường này và quyết định tự mình quay trở lại trái đất. Ba người đầu tiên quay trở lại là Shamil, Connie và Lilian, sau đó là Byakuya, Daria và Yakov. Trước khi quay trở lại trái đất, Byakuya đã để lại Rei trên trạm vũ trụ. 2. Khôi phục lại nhân loại của đoàn phi hành gia từ năm 2020 đến 2061. Gần một năm sau sự kiện hóa đá, đoàn phi hành gia đã ổn định được cuộc sống. Yakov và Daria sinh ra hai đứa trẻ đầu tiên. Năm 2022, cặp đôi tiếp theo của đoàn phi hành gia là Shamil và Connie kết hôn. Trong khoảng thời gian đó, đoàn phi hành gia liên tục nỗ lực để tìm ra cách khôi phục lại nhân loại. Họ đã chế tạo ra thiết bị thu âm bằng cách khắc những đường âm vào mảnh thủy tinh, thu âm lại giọng hát của Lilian để lưu truyền lại sang thế hệ sau. Tuy nhiên, đến năm 2023, Connie mất vì bệnh phế cầu khuẩn. Cùng thời gian đó, Byakuya và Lilian đã kết hôn và có con. Vì phế cầu khuẩn là một căn bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, Yakov và Daria quyết định ra khơi để đến một quốc gia gần đó tìm thuốc. Trong khoảng thời gian Yakov và Daria ra khơi, Shamil cũng mất vì căn bệnh phế cầu khuẩn. Lúc này, Byakuya đã nảy ra ý tưởng viết 100 câu chuyện cổ tích để truyền lại cho đời con cháu rằng trái đất đã từng phát triển tới mức nào, cũng như hy vọng được hồi sinh lại nhân loại. Nhưng sau đó, Lilian cũng mất vì lây nhiễm từ bệnh phế cầu khuẩn. Byakuya đã cùng con cháu lưu truyền lại những gì liên quan đến trái đất trước khi bị hóa đá thông qua những câu chuyện. Đến năm 2061, Byakuya mất. Trước khi ra đi, Byakuya đã để lại lời nhắn cho con cháu mình, lưu trữ những mảnh kim loại hiếm trên con tàu vũ trụ Soyuz, nuôi một hy vọng nếu ngày nào đó Senku thức tỉnh, cô sẽ tìm ra những mảnh kim loại này và vai trò của chúng đối với nhân loại. 3. Trái đất trước khi Senku thức tỉnh. Kể từ khi nhân loại hóa đá, trái đất tiến vào quá trình phân hủy những sản phẩm của con người. Quá trình phát triển hiện đại của con người đều biến mất, gần như không còn dấu tích nữa. Các vệ tinh trên vũ trụ đều dừng hoạt động và rơi xuống trái đất như những thiên thạch. Động vật trở nên hoang dã, sự thay đổi lục địa, sóng thần, động đất và thay đổi vị trí của các tượng nhân. Trái đất hồi sinh lại về dạng nguyên thủy vốn có, loài người mới xuất hiện là con cháu của đoàn phi hành gia. Họ đã di chuyển ra các vùng khác nhau và mở rộng lãnh thổ của mình. Tuy vậy thì vẫn có phần thừa thớt, nhân loại mới lúc này đang ở giữa thời kỳ cách mạng nông nghiệp lần thứ nhất. Năm 1736, Amaryllis cùng 4 người bạn của mình chèo thuyền ra khơi, nhưng bị tấn công bởi những người dùng thiết bị hóa đá. 4 người bạn của Amaryllis đều bị hóa đá và chìm xuống dưới biển, một mình Amaryllis trốn thoát. 4. Sự kiện Senku thức tỉnh. Ngày 1 tháng 4 năm 1738, Senku thức tỉnh khỏi tình trạng hóa đá sau 3715 năm 41 ngày. Ngay sau khi thức tỉnh, cậu đã đẩy nhanh quá trình phát triển của con người từ việc tạo ra lửa, thời kỳ đồ đá, dùng đất sét để tạo vật dụng, tạo ra quần áo và những vật dụng cần thiết để tồn tại ở trái đất nguyên thủy mới. Sau song đó, cậu tìm hiểu về các hợp chất hóa học để hóa giải cho loài người. Nửa năm sau, bản thân của Senku là Taiju cũng được thức tỉnh gần khu vực của Senku. Cả hai nhanh chóng gặp nhau và phối hợp để chế ra hợp chất bào mòn lớp đá trên các tượng nhân. Qua nhiều thí nghiệm khác nhau, Senku cuối cùng cũng thành công. Họ muốn hóa giải cho Yuzuriha, người bạn thân của nhóm họ, cũng là crush của Taiju. Nhưng khi vừa định tiến hành, hai người bị động vật hoang dã tấn công. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, họ dùng số hợp chất hiếm hoi đó để hóa giải cho Tsukasa, học sinh trung học mạnh nhất. Cùng với Tsukasa, ba người họ cùng nhau tồn tại. Ngay sau đó, Yuzuriha cũng được giải thoát khỏi tình trạng hóa đá nhờ hợp chất của Senku. Mâu thuẫn xảy ra giữa Tsukasa và Senku khi cả hai có tư tưởng khác nhau.
Senku tin vào sức mạnh khoa học, nhưng Tsukasa cho rằng khoa học làm con người trở nên thực dụng và tham lam. Cậu ta muốn những người được hồi sinh phải được chọn lọc, người lớn không nên tồn tại trên trái đất. Từ đó, chúng ta có cuộc chiến giữa khoa học và sức mạnh. Nhưng để thực hiện được kế hoạch của mình, Tsukasa buộc phải có những công thức hợp chất hóa giải người đá của Senku. Không để Tsukasa thực hiện được mục đích đó, nhóm Senku, Taiju và Yuzuriha tách khỏi Tsukasa để tạo ra một vở kịch rằng họ sợ kế hoạch của hắn. Nhưng mục đích thực sự là để tạo ra thuốc nổ và đe dọa tinh thần Tsukasa, từ đó trì hoãn việc phải đối đầu với hắn khi trong tay cậu chưa có gì. Trong quá trình tạo thuốc nổ, Senku phát hiện ra tín hiệu cột khói ở trong rừng. Vậy nên cậu đã đặt ra giả thuyết rằng không chỉ có mình nhóm cậu là những người thức tỉnh mà còn có người khác. Vậy là trong đầu Senku đã lập ra kế hoạch B. Kế hoạch A bị đổ vỡ khi Tsukasa bắt Yuzuriha làm con tin. Trước sự sống chết của bạn mình, Senku buộc phải nói ra công thức của hợp chất hóa giải. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, khi Tsukasa cảm thấy được rằng khoa học của Senku sẽ là mối nguy hiểm cho thế giới mà hắn muốn tạo ra. Vậy nên Tsukasa đã ra tay giết Senku bằng một chiêu bẻ cổ cực kỳ chính xác. Như phân đá chưa hóa giải ở cổ, Senku thoát chết. Cậu bắt đầu kế hoạch B của mình, để Yuzuriha và Taiju sang phe Tsukasa để thu thập thông tin. Bản thân Senku sẽ đi tìm những người khác để tìm đồng minh. 5. Senku gặp Kohaku, vương quốc khoa học được thành lập. Sau khi chia tay Yuzuriha và Taiju, Senku dựa theo vị trí của cột khói mà gặp được Kohaku, nhờ đó mà cậu biết được rằng có lẽ thế hệ loài người mới đã được sinh ra. Tại ngôi làng của Kohaku có khoảng 40 người, nhưng theo luật của dân làng nơi đây, họ không được phép cho kẻ lạ vào làng. Vậy nên thời gian đầu, Senku đã gặp không ít khó khăn để kéo những người dân tại đây trở thành đồng minh của mình. Những người bạn đầu tiên mà cậu hợp tác cùng là Kohaku, cô con gái thứ hai của trưởng làng, nữ chiến binh mạnh mẽ. Tiếp đó là Chrome, một người luôn tìm tòi và khám phá những điều mới mẻ về khoa học. Ginro và Kinro, hai cảnh vệ của làng, và cô bé Suika có biệt tài thám thính cực đỉnh cao. Kohaku có người chị gái là Ruri, mắc bệnh phế cầu khuẩn giống như tổ tiên của mình, đoàn phi hành gia. Hiểu được sự khó khăn mà dân làng đang gặp phải, Senku lên kế hoạch chế tạo thuốc để chữa bệnh cho Ruri. Con đường chế tạo thuốc cho Ruri là con đường rất dài với nhiều sáng chế và nguyên liệu khác nhau. Để làm được điều này, Senku cần lôi kéo được nhiều người nhất có thể. Nhờ những thông tin mà Suika thu thập, Senku từng bước biến những yêu cầu của người dân trong làng thành hiện thực. Với sáng chế đầu tiên đó là món mì ramen, mà theo Senku thì món ramen đó khá là tệ. Nhưng đối với mọi người thì món ramen đó là món ăn ngon nhất từ trước tới giờ. Với sự lươn lẹo của mình, Senku mở quầy bán ramen với điều kiện rằng họ phải trả bằng chính sức lao động của họ. Cũng trong khoảng thời gian này, Tsukasa đang trên kế hoạch phát triển quân đội của riêng mình. Hắn hóa giải cho một ảo thuật gia tên Jin và cử cậu ta đi thám thính khu vực xung quanh, đảm bảo rằng Senku đã chết. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy khả năng của Senku, Jin quyết định đổi phe và quay về báo thông tin giả cho Tsukasa. Sau chặng đường dài với nhiều khó khăn trong lúc đi tìm nguyên liệu, cũng như bị nhóm Magma gây rối, Senku từng bước một tiến đến việc chế tạo thuốc cho Ruri. Trong khoảng thời gian này, cậu đã chế tạo rất nhiều thứ mang tính quyết định như nam châm, điện, kính cận cho Suika, thu thập sulfuric acid, v.v. Nhưng ở công đoạn cuối cùng, Senku cần rượu để hoàn thành thuốc cho Ruri. Cùng lúc đó, dân làng mở lễ hội để kén rể cho Ruri. Sau khi kết thúc lễ hội, dân làng sẽ cùng nhau uống rượu ăn mừng như một truyền thống. Đây cũng là một trong số những chiêu trò của Magma để được leo lên vị trí trưởng làng. Vừa để ngăn chặn Magma, vừa nhắm đến phần rượu ở cuối lễ hội, nhóm Senku trực tiếp tham gia đối đầu. Vì Kinro là người có tỷ lệ đánh thắng Magma cao nhất, vậy nên cả nhóm đã cử cậu đối đầu trực tiếp với hắn. Tuy nhiên vì Kinro cũng bị cận, nên khi chiến đấu, các đòn đánh của cậu ta không chính xác. Nhận ra điều này, Suika đã nhường chiếc mũ có kính cận của mình cho Kinro. Kinro dễ dàng hạ gục được Magma, nhưng Magma không phục nên đã chơi đều để hạ gục Kinro. Qua nhiều vòng đấu, Chrome là người phải đối đầu với Magma. Nhờ sự trợ giúp từ Jin cũng như sức mạnh khoa học, cậu đã giành được chiến thắng. Nhưng đấu xong thì cũng phế toàn tập. Tiếp theo là trận đấu của Senku và Ginro. Vì Ginro ngáo đá nên lao vào đánh Senku. Và tất nhiên, bằng sức mạnh khoa học của mình, Senku thắng Ginro. Để đến vòng chung kết, Senku đối đầu với Chrome. Vô dĩ Senku định đầu hàng luôn, nhưng Chrome lăn ra bất tỉnh nhân sự, biến Senku trở thành người chiến thắng cuối cùng, được đưa lên làm trưởng làng, cũng như cưới công chúa Ruri, vương quốc khoa học được thành lập. Thế nhưng cuộc hôn nhân này kết thúc trong vòng 10 phút, vừa công nhận kết hôn, Senku tuyên bố ly hôn luôn. Nhờ thuốc mà Senku tạo ra, Ruri tạm thời thoát khỏi căn bệnh phế cầu khuẩn. Từ đó cậu cũng khám phá ra được sự thật về ngôi làng khi nó mang tên Ichigami. Qua những câu chuyện mà Ruri kể lại từ 100 câu chuyện cổ tích, Senku biết rằng hóa ra tổ tiên của ngôi làng này lại chính là Byakuya Ichigami, bố nuôi của Senku. Tuy không biết về việc Senku còn sống, nhưng Tsukasa đã xác định được ngôi làng Ichigami. Hắn quyết định đưa quân đến để phá hủy ngôi làng, Jin chạy đến để thông báo cho Senku về việc này. Trong lúc gấp rút, Senku đã tạo ra một vở kịch như cậu đã sáng chế được súng bắn, khiến quân của Tsukasa buộc phải rút lui.
Tuy nhiên, thủ lĩnh của chúng, Hyoga, quyết định sẽ đợi 3 ngày sau, khi cơn bão kéo đến, chúng sẽ lại tấn công. Vì hắn cho rằng Senku sẽ không thể dùng thuốc súng trong cơn bão được. Trong 3 ngày sau, Senku tạo ra kiếm katana để việc chiến đấu có lợi thế hơn. Về phần Hyoga, tuy là chiến binh dân mạnh, nhưng Jin đã âm thầm phá hủy vũ khí của hắn, khiến hắn mất lợi thế trong lúc chiến đấu. Nhưng mục đích của cuộc tấn công này chỉ là dương đông kích tây để Homura, một tay sai của Tsukasa xâm nhập vào làng và phóng hỏa. Lúc này, toàn bộ dân làng buộc phải di tản, đám tay sai của Tsukasa muốn bắt lấy con tin và chúng nhắm vào cô bé Suika. Suika bỏ chạy tới gần hồ Sulfuric Acid, khí ga theo gió thổi vào khiến đám quân của Tsukasa không kịp bỏ chạy. Vậy là trận chiến đầu tiên giữa Vương quốc Khoa học đối đầu với đế chế Tsukasa, tạm thời phần thắng thuộc về Vương quốc Khoa học. Và đó là dòng thời gian đầu của Dr. Stone. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm phần 2 nếu các cậu muốn xem, vậy nên hãy để lại ý kiến của các cậu dưới phần bình luận nhé. Đừng quên like, share và để lại một subscribe để ủng hộ chúng tớ. Hẹn gặp lại các cậu trong video lần sau. Wish you good out.